Hạnh phúc là gì mà người ta cứ mãi miết kiếm tìm? Tôi tin rằng sẽ chẳng có một định nghĩa, một khái niệm đủ đầy về hai từ kỳ diệu đó. Và tôi cũng tin mỗi người đều có lăng kính riêng khi nghĩ về hạnh phúc. Nhưng tựu trung lại, tất thể chúng ta đều khao khát và muốn chinh phục nó. Vào một buổi mai trong veo của những ngày đầu mùa hạ ấy, không có nhiều người qua lại cùng âm thanh inh ỏi của phương tiện giao thông, không có cái vội vã của giờ tan tầm, không có cái bận rộn của cuộc sống mưu sinh thường nhật, chỉ có chùm nắng vàng tươi len lỏi trong tán lá. Nghe thấy vị gió sớm mai nhẹ lướt qua khuôn mặt, sảng khoái đến lạ thường. Tôi ngồi đó dưới một tán cây xum xuê, hít hà cái hương thơm tinh khôi của trời đất, nhẹ nhàng lật dở đến trang cuối cùng của cuốn Mình nói gì khi nói về hạnh phúc, để gật đầu với chị Rosie mà rằng, à thì ra là đây, đây chính là hạnh phúc. Nhắc đến Rosie Nguyễn, hẳn là một cái tên quá đỗi quen thuộc với các bạn trẻ. Chị là một blogger, facebooker về văn hóa và du lịch, một phượt thủ chính hiệu, một giảng viên các lớp học kỹ năng. Nếu coi cuốn sách bestseller Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu là một tấm gương lớn phản chiếu những tâm tư trăn trở của tuổi đôi mươi, để mỗi lần đọc lại tôi lại thấy bóng dáng mình trong đó, thì Mình nói gì khi nói về hạnh phúc giống như một dòng suối mát lành trong trẻo chảy qua tâm hồn, mang đến cảm giác an yên, nhẹ nhàng đến lạ. Cuốn sách là những tâm sự trải lòng của Rosie trên hành trình tìm kiếm chất, những suy tư về hạnh phúc, về mục đích sống, về con người. Cuốn sách được chia làm 3 phần lớn, sống, yêu, vui, với gần 30 bài viết theo phong cách tự sự, kể lại những kỷ niệm của những cuộc hành trình dài, phản ánh góc nhìn của chị về hạnh phúc. Lối văn mộc mạc, giản dị, gần gũi, nhưng vô cùng hàm súc và sâu lắng, thực sự đã chạm đến trái tim bạn đọc. Phần 1. Sống. Life is so ironic, it takes sadness to know what happiness is. Noise is to appreciate silence, and absence to value presence. Sống là biết mỉm cười, là khi ta mở lòng nói chuyện với một người không quen. Những câu chuyện không đầu cuối, chẳng tuân theo một quy luật nào, nhưng biết đâu đó là khởi đầu của hai tâm hồn đồng điệu. Là trong guồng quay không ngừng của công việc, của cuộc sống, ta vẫn có những người bạn sẵn sàng bên ta, lắng nghe, chia sẻ và lan tỏa nụ cười. Sống để nhận ra hạnh phúc lại bình dị đến thế. Hạnh phúc là được làm thứ mà mình yêu, là khi có ai đó hàng ngày vẫn âm thầm lặng lẽ chăm sóc, là được ở gần những con người cùng tần số với mình. Là một buổi chiều thức dậy nhìn ra cửa sổ mở rộng, thấy nắng vàng nhạt chiếu sao đẹp lạ, nghe tiếng chim sẻ ríu rít và gió thổi rì rào qua những tán cây bên ngoài. Và như vậy, những điều tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chính là mảnh ghép cho bức tranh hạnh phúc mà chúng ta đang mãi miết kiếm tìm. Sống là nuôi dưỡng cho mình những thói quen tốt, là rời bàn phím, xỏ giày và chạy, hòa mình với thiên nhiên, con người, để có một thể lực dẻo dai, sẵn sàng cho mọi chông gai thử thách. Sống là yêu những gì mình đã gắn bó, là yêu mảnh đất Sài Gòn với những rặng cây xanh bóng mát, là những góc nhỏ vô danh, những vụn vặt không tên, những ký ức riêng tư và nhiều cảm xúc. Sống là giữ gìn tuổi thơ trong góc nhỏ trái tim, là ngôi nhà lọt thỏm trong khu vườn rộng lúc nào trái cũng trĩu cây, là những buổi chơi trốn tìm, treo nóc nhà thổi bong bóng, là những ngày giông bão bốn cái con lại chui đầu lên một chiếc giường, là những trang sách thơm bùi mực với những anh hùng khí phách hiên ngang, là nếp nhà đã tạo nên nét tính cách mạnh mẽ, kiên định và bình tĩnh. Tuổi thơ của Rosie gắn liền với mảnh đất nông thôn dân dã, trong trẻo vô ngần, là một phần của cuộc đời của chị và của để mỗi lần sau những hành trình dài bụi bặm, lặn lội với sóng gió cuộc đời, chị vẫn có một điểm tựa vững chãi để vượt qua và bước tiếp. Sống là hành trình đi tìm bản thân và gieo mầm sống.
Thấu hiểu bản thân là một HSP, Highly Sensitive Person, chị thông cảm với bản thân mình hơn và quan tâm với những người cùng cảnh ngộ. Chị dành cái ôm thật chặt, đưa ra những lời khuyên, động viên chân thành nhất đến em gái trong chuyến xe tuổi trẻ. Bởi chị tâm niệm rằng, chỉ cần gieo được một hạt mầm, thắp thêm được một niềm tin, để tiếp thêm chút yêu thương và hy vọng, để họ biết có những người giống họ, để họ biết nếu cố gắng với điều mình say mê thì sẽ có thành quả, và để mỉm cười sống tiếp, vậy là đủ. Sống với Rosie là vậy, chị tìm hạnh phúc trong những khoảnh khắc được sống, được tận hưởng cuộc sống. Còn bạn thì sao? Liệu bạn đã thấy hạnh phúc của riêng mình hay chưa? Phần 2. Yêu. You would be surprised who the love of your life turns out to be. After all, a venture fell in love with lost. Xuân Diệu đã từng viết, làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Tình yêu, thứ tình cảm diệu kỳ chứa đựng chuỗi dài những câu hỏi tại sao mà con người ngàn đời nay vẫn luôn khát khao tìm lời giải đáp. Yêu là khi nhìn vật này lại gợi nhớ kỷ niệm một tình đầu không thể cứu vãn. Để rồi khóc đến ướt gối, tổn thương đến vùng tim, là những nuối tiếc về một thời yêu thương đến cháy bỏng, đến hết lòng, đến điên cuồng, khờ dại. Tình yêu tuổi học trò thuần khiết, trong sáng, nhưng cũng nhanh chóng biến tan như bong bóng xà phòng, đẹp, kỳ ảo nhưng chóng vỡ. Mối tình đầu tan, rồi hai ba mối tình nữa, khiến ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Nhưng yêu, khát khao được yêu thương và kiếm tìm một nửa đích thực của đời mình chưa bao giờ dập tắt. Ta lại lao vào công việc, lại cố gắng tham gia những hoạt động làm phong phú cuộc đời. Và ta một lần nữa lại ngã vào chữ yêu, và để một lần nữa tin rằng mình đã tìm thấy người phù hợp. Nhưng cho dù phù hợp, cũng sẽ không có người phù hợp hoàn toàn. Không có ai là vừa kích với ta như một nửa sinh ra dành riêng cho ta cả. Do đó, việc của mỗi người không phải là tìm một nửa của đời mình, mà là tìm một nửa phù hợp nhất có thể, và cùng bắt tay xử lý những việc bất đồng. Yêu là khiến con người ta trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc, hồi hộp, chờ đợi, lo sợ, thất vọng, vui sướng đến tột cùng, và cũng đau đớn đến tột cùng. Nhưng yêu dường như là một lẽ dĩ nhiên mà ai rồi cũng trải qua, là những thay đổi, những bài học khiến ta trưởng thành hơn. Nhưng yêu không có nghĩa là thay đổi bản thân để cố gắng trở thành một người khác, mà chúng ta hãy là chính ta với một phiên bản tốt hơn. Hãy quay lại, hiểu rõ và trân trọng những giá trị của mình để hiểu mình là ai. Hãy thể hiện chính mình như những gì em có. Hãy để ánh sáng trong em tỏa ra, bởi vì chỉ như thế, người em thương mới nhận được những nét đặc biệt của em, mới hiểu phía sau vẻ bề ngoài giản dị và bình lặng, thấy được những điều lấp lánh trong em mà chị vẫn thường thấy và đem lòng yêu em. Còn gì đau đớn và khổ sở hơn khi yêu mà chúng ta không có quyền lựa chọn? Một cuộc hôn nhân sắp đặt, một tình yêu mà khuôn mẫu xã hội cứ ngày ngày bám giết để rồi vỡ tan. Một tình yêu mà chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô vọng, tình yêu đồng tính. Tình yêu cho ta sự thăng hoa trong cảm xúc và cũng đồng thời khiến ta gồng mình vùng vẫy trong cái không khí ngột ngạt đầy định kiến và chuẩn mực xã hội. Tình yêu lứa đôi đâu phải là thứ duy nhất tồn tại ở đời. Nó chỉ là một phần tử trong tập hợp tình yêu lớn của cuộc đời. Tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống, yêu con người và yêu chính bản thân mình. Không có tình yêu lứa đôi, liệu ta có sống? Hay tình yêu ấy chỉ là một thứ gia vị, một yếu tố đủ để cuộc sống này thêm hương vị, đượm sắc? Life is about not knowing, having to change, taking the moment and making the best of it, without knowing what's going to happen next. Cái chết. Nghĩ đến hai từ này ta lại có cảm giác bất lực, tuyệt vọng, vì rõ ràng rằng ta chẳng thể thắng nổi quy luật sinh tử.
Nhưng dù có không muốn, đó vẫn là thứ ta phải đối mặt trong cuộc đời này. Đối với Rosie, trong Mình nói gì khi nói về hạnh phúc sẽ là ba câu chuyện nhỏ chị muốn kể cho chúng ta. Đó là quan điểm cái chết trong sách Đường xưa mây trắng của thầy Thích Nhất Hạnh, là tư tưởng của Osho, là lối sống vô thần và thực tế của phương Tây. Ở họ có một điểm chung là không hề xem cái chết là đau khổ, là tiếc nuối, là sợ hãi. Cái chết là hết kiếp sống này lại vào kiếp sống khác, là rời bỏ cái cơ thể già cỗi, gầy gò ốm yếu, khiếm khuyết để đầu thai vào một cơ thể hoàn hảo hơn, tươi mới hơn. Thấy cái chết ở điểm cuối kia để trân quý những ngày tháng còn sống, được sống, được tận hưởng và đóng góp cho cuộc đời. Để khi nghĩ về cái chết, bạn đón nhận nó bằng tâm thế thật bình thản. Chán chường là cảm giác nhàn nhạt của buổi sớm mai khi ta thức dậy không muốn làm gì, không có động lực gì. Là những ngày lê bước chân đến trường, vùi đầu vào những cuộc vui bất tận. Tất cả chỉ để thoát khỏi sự bủa vây của chữ chán. Chán là từ buông ra từ miệng những người đôi mươi với tần suất ngày càng dày. Chán đời, chán học, chán làm, chán tất cả mọi thứ. Chán là căn bệnh lây truyền nhanh, thứ axit đang bào mòn nhuệ khí của cả một thế hệ. Nếu bạn đang chán, xin đừng ngồi yên, hãy làm gì đó cho dù bất cứ việc gì. Niềm vui và cuộc sống là những tháng Rosie rong ruổi trên những miền đất lạ, gặp gỡ biết bao con người mới. Là khoảnh khắc mà chị thấy mình đã chạm vào cái vẻ đẹp rất đổi bình dị của quê hương mình, thấy cái dịu dàng lâng lâng của hạnh phúc ngập tràn tâm hồn. Để rồi, con người nhạy cảm và sâu sắc ấy lại suy tư. Chúng ta đi qua cuộc đời một cách vội vàng, tìm kiếm niềm vui và chờ đợi điều thú vị. Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng đầy niềm vui, những điều tuyệt vời. Không phải ngày nào ta cũng được lấp lánh bởi những chuyến phiêu lưu, những tin tốt lành hay thành công rực rỡ. Nên mình nhận ra rằng nếu ta sống trong thức tỉnh, bằng những hơi thở đầy ý thức, bằng ngắm nhìn những điều nhỏ bé xung quanh và tận hưởng những khoảnh khắc mình đang hiện hữu, thì dần dần đời sẽ mở ra những điều lớn lao. Cuộc sống rốt cuộc không hẳn lúc nào cũng được hình thành từ những điều tuyệt vời, những hành trình hứng khởi, mà nó được tạo ra thành phần lớn nhờ những điều giản dị nhỏ bé. Vì cuộc sống là sự chọn lựa, hãy chọn giữ cho mình niềm vui. Hãy biết yêu từng khoảnh khắc của cuộc đời, yêu những nơi mình gắn bó, đi qua, và mở lòng hơn với những người xung quanh ta.